Xin chào các bạn, it's me Britannia Karma, các bạn khỏe không? Đã đến rồi. Thuốc giảm cân số 1 theo của Karma. Goline Detox. Hộp này nhá, bây giờ mới 7 màu. Màu lung lanh luôn, như là cuộc sống của mình. Nếu mà bạn làm như này đấy, bạn có thấy được kia Goline Detox và cái tên Maxi SG rất là quan trọng nhá các bạn. Nếu mà các bạn có cái hộp này đấy, ở sau có cái mã số, ở sau cái mã số thì bạn chỉ có phải 123123 thì nó thành như này. Sau khi đó mình có thể nhắn cho công ty thì công ty sẽ nói là cái thuốc này là đúng hay là không. Rất là quan trọng nhé các bạn. Ok, sau khi đó tôi chỉ có định bảo cho các bạn biết là cái này là từ lá sen và trà xanh. Bởi vậy không cần phải lo lắng gì cả. Tôi đã 100 cân giảm 7 cân rồi, các bạn bây giờ nghĩ oh, Britannia Karma, sao Britannia Karma vẫn béo mô mĩm, thì người ta chỉ có giảm 7 cân mà trừ 100 cân thì là cũng 90 mấy cân chứ. Nhưng mà không sao. Nếu mà bạn dậy đấy, sáng dậy rồi sau đó có thể nhảy nhót một chút, sau khi đó đánh răng nhá. Nếu mà dậy, đơn giản nè, bóc cái bịch như này. Nếu mà bạn có móng tay ngắn một chút không dở hơi như mình thì chắc sẽ mở cái hộp này nhanh hơn. Nhưng mà không sao. Ok. Mở này ra thì nhiều bạn hay bảo Karma là oh, Karma kia trà giảm cân có ra gì không? Cái đấy không phải là trà, còn đơn giản hơn nữa. Không cần phải pha cái gì cả, chỉ có phải đổ vào đây. Nè, đơn giản không? Hai cái viên thuốc như thế. Bây giờ tôi có thể chỉ bạn uống thuốc như nào, nhưng mà như là kẹo thôi. Uống xong. Nhưng mà bây giờ là quan trọng nhé. Rất là quan trọng, các bạn phải uống càng nhiều nước và càng tốt. Cái thuốc này cũng sẽ làm cho mình khát nước đó. Thì bởi vậy các bạn cố gắng uống nhiều nước vào, 3 đến 4 lít nước, càng nhiều càng tốt. Thứ nhất là tốt cho sức khỏe mình, thứ hai là tốt cho da mình. Nhưng mà nếu mà bạn muốn giảm cân phải uống nhiều nước vào, rất là quan trọng nhé. Các bạn bây giờ cũng muốn hỏi nhiều câu hỏi quá, suốt ngày hỏi mình là bây giờ mình ăn cái gì theo Goline thì để giảm cân nhanh. Rồi, nếu mà bạn muốn giảm cân nhưng mà giảm cân chậm thì cứ cố gắng ăn nhiều gà chiên vào, nếu không tránh tinh bột nhé. Cơm, mì với các thứ. Tốt nhất là chỉ có ăn nhiều rau luộc vào với thịt. Không sao cả, không có vấn đề, ăn nhiều vào vi, uống nhiều nước vào, thế thì không có vấn đề gì cả. Nếu mà bạn có thể tập thể dục được thêm vào thì bạn sẽ giảm cân còn nhanh hơn. Nhưng mà nếu mà bạn không tập thể dục cũng không sao, bởi vì sau khi đó bạn uống cái thuốc này thì bạn chỉ có cố gắng uống nhiều nước suối vào. Nhá, yeah. Ok.